Spontaneity là một kênh truyền hình giải trí hàng đầu Việt Nam, cập nhật tin tức một cách nhanh chóng chính xác nhất. Chúng tôi sẽ liên tục tập cập. Chào mừng quý vị mà đến với chương trình Spontaneity của chúng tôi. Hôm nay các bạn có biết cảm nghĩ về trận thua của lớp mình với đá 11 bây giờ? Có cái cảm nghĩ như thế nào trước trận thua của chúng mình? Chào các bạn đã tới với Spontaneity của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ vận động viên cầu lông Lê Hoàng Phúc. Nay mình có một bạn. Anh cho biết cảm nghĩ của anh khi anh ghi gỗ với cầu thủ đội bạn trong trận thua thứ hai chứ? Chào mừng các bạn đã đến chương trình Esports Trận Thuyền của tôi. Hôm nay chúng tôi có một cuộc họp báo nhỏ với các vị khách mời của tôi. Một cái bên tôi đó là bạn